Thế cả hai luôn, thế bài thì ăn luôn à? Rồi, 1 phút nữa mình học ha. Sao còn quá trời bạn chưa mở cam lên vậy? Nguyễn Hồng Hải Yến nè, Nguyễn Huy Minh Quân nè, Nguyễn Thị Ngân Mai nè. Các bạn đã có không vậy? Phan Hoàng Vũ. Vũ có không em? Dạ Mở cam lên coi. à, em có mở rồi mà anh. Không mở chưa? À, thấy rồi. Thôi giờ mình học ha. Rồi, chào tụi em. Thì anh là bác sĩ Trần Tấn Lộc ha. Anh học vào chủ đại học y dược, rồi chủ ngoại nhi. Anh tốt nghiệp rồi, làm hiện tại giờ đang công tác ở bệnh viện Nhi đồng thành phố khoa ngoại. Thì mấy năm trước là học anh Trần đúng không? Alo. Dạ, hình như là vậy, hình như của anh Hiếu, vận đào Trung Hiếu. Đào Trung Hiếu rồi, ok anh nói về Yahoo rồi. Thì thôi bây giờ thôi, hôm nay anh học, hôm nay biết học bài gì không, biết học bài gì không, Có. bài gì cao Dạ, xin thưa. hả, Xin thưa cho em. đi thừa chứ em, đọc bài trước chưa? Chưa có cái bài giảng, chưa có cái bài giảng mới hôm nay, bài năm ngoái của anh Hiếu mà. À rồi ok, thì bài hôm nay tương tự vậy thôi cho hai, nhưng mà anh cập nhật thêm một số cái điểm mới thôi nha. Thì giờ chú ý ha, thứ nhất thì khi mà tụi em thi á, thi lý thuyết hay thi lâm sàng gì đó thì cũng chỉ xảy ra trong đây thôi nha, dạy gì ra đó, được chưa? Rồi giờ học được chưa, học nha. Rồi mục tiêu bài học đây ha. Thứ nhất là biết được sinh lý bệnh của bệnh vi khuẩn thừa. Thứ hai, lâm sàng và cận lâm sàng của vi khuẩn thừa. Thứ ba là nên chẩn đoán phân biệt. Thứ tư là biết được nguyên tắc phương pháp điều trị. Và thứ năm là biết được các biến chứng sau mổ của vi khuẩn thừa. Thì đi lại một chút lịch sử ha. Thì ruột thừa á, tụi em đi lâm sàng á, Y2, Y3, Y4 á, là cũng đều đi qua cái khoa cấp cứu rồi. Cũng biết ruột thừa là cái gì rồi. Ruột thừa là một trong những bệnh thường gặp nhất, những bệnh ngoại khoa thường gặp nhất nè. Và khi tụi em tốt nghiệp thì yêu cầu của tụi em là sẽ phải biết được cái bệnh này ít nhất để cho gì, giúp được người nhà người thân của mình đừng có bị những cái biến chứng của nó. Cái này mổ sớm không gì nói hết, nhưng khi mà nó biến chứng rồi là không có đoán trước được chuyện gì đâu nha. Thì đầu tiên đi về lịch sử, thì năm 1522 á, cái ông này nè, cái ông Capri này này, ông này là ông nhà bác sĩ người Ý, ông này là ba ổng là nhà phẫu thuật đó, thì ổng mới đi theo ba ổng, lóc tóc đi theo ba ổng thôi, ổng đi theo để mà ổng phụ ba ổng về mổ xẻ này kia. Thì ông này là ông người đầu tiên mô tả về cái bệnh này. Tới mãi 300 năm sau thì cái ông này nè, ông Robert này nè, ông mới chẩn đoán và phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa này. Tới 1986 á thì cái báo cáo đầu tiên về bệnh viêm ruột thừa, và cái ông này là ông là người đầu tiên đưa ra cái thuật ngữ là appendectomy.
Và tới năm 81 thì ông xem này nè, ông đầu tiên là ông nội soi chắc ruột thừa. Rồi, giải phẫu học. Vậy thì giờ ruột thừa ở trẻ em với lại người lớn khác nhau chỗ nào? Thì là tuổi nó càng nhỏ thì ruột thừa nó sẽ là hình nón. Hình nón thì sao? Thì cái lỗ đổ vào từ và manh tràng vào ruột thừa thì nó sẽ rộng. Nên á là gì? Ở trẻ càng nhỏ thì càng hiếm gặp ruột thừa. Tại sao lại hiếm gặp thì chút nữa anh sẽ tính đến phần sinh lý bệnh của nó thì mình sẽ biết. Và cái thứ hai á, ý thứ hai á thì càng trưởng thành cái lỗ nó càng hẹp và lúc già thì toàn bộ ruột thừa nó teo nhỏ. Vì vậy á, đó anh nói đó ha, ít gặp ruột thừa ở trẻ nhỏ và người già. À, ruột thừa ở trẻ em thì dễ thủng gây viêm mạch nhanh. Cái này chút nữa, cái này là nhờ, để chúng ta đặt câu hỏi ha. Rồi giải phẫu học, một số bất thường về vị trí của ruột thừa thì đây cái vị trí cái màu đỏ đó là vị trí bình thường của ruột thừa ha, còn những cái vị trí màu xanh là những vị trí bất thường. Thì 90% là ruột thừa nó nằm ở hố trụ phải, chỉ có 5% là nằm ở tiểu cung thôi, 3% nằm ở dưới gan và 1% nằm ở vị trí còn lại. Thì ruột thừa nó, người ta nói, người ta định nghĩa nó là một cơ quan vết tích của cơ thể, và ruột thừa này nó không có chức năng gì hết. Nhưng đối với trẻ em thì ruột thừa nó rất là quan trọng trong những cái đứa bị những cái bệnh bệnh gì thì đứa nào muốn tìm hiểu, anh không có lan man nha, đứa nào muốn tìm hiểu thêm về cái này thì có thể lên anh Google đó, đánh vô Malone là cái gì thì người ta làm cái này là gọi là phẫu thuật Malone. Malone là sao? Người ta sẽ lấy cái ruột thừa này, cái hình thứ nhất em thấy đó, người ta lấy cái ruột thừa đó ha, người ta mở một cái lỗ ra buồng rốn là hình thứ hai ha. Thì qua cái đường đó người ta sẽ đặt một cái ống vào, người ta bơm nước vào để người ta thục tháo sạch cái khung đại tràng này. Thì cái phẫu thuật này thì hồi nhỏ thì bé nó không tự làm được, ba mẹ sẽ làm cho nó. Nhưng khi nó bắt đầu nó lớn, nó biết rồi thì nó tự làm cái hình cuối cùng, cái hình thứ tư. Nó ngồi vào vòng cầu, nó đặt cái ống vô trong rốn, rồi nó lấy cái ống nước nó bơm. Cái phẫu thuật này gọi là phẫu thuật Malone ha. Rồi và cái chức năng thứ hai cũng được thừa đó, chị em người ta xài được là phẫu thuật Mitrofanov. Cái phẫu thuật này được thực hiện cho những đứa trẻ mà bị bàng quang thần kinh đó, có nghĩa là nó không có nó bí tiểu, nó không có đi tiểu được, nó không có cảm giác đi tiểu. Thì cái phẫu thuật này người ta làm bằng cách là người ta sẽ xẻ một cái đường hầm, người ta tạo một cái đường hầm ở trên cái thành bàng quang là cái hình thứ nhất tụi em thấy đó. Người ta cắt cái đục thừa ra khỏi cái manh tràng, vẫn giữ lại cuốn mạch máu. Sau đó người ta chôn cái ruột thừa vô cái hầm bàng quang, vô cái hầm bàng quang đó. Rồi sau đó người ta mở cái đầu còn lại, người ta mở lên thành bụng. Cái chỗ mở thành bụng đó có thể kế bên rốn hoặc là tại rốn luôn. Và cái chỗ này á, đây cũng là một cái cửa để cho bé hay là ba mẹ đó nó đặt cái ống vô để nó thoát nước tiểu ra ngoài. Thì cái phẫu thuật này gọi là phẫu thuật Mitrofanov ha. Rồi. Thì giờ cái ruột thừa á là một cấp cứu thường gặp nhất trong thực hành ngoại nhi. Sau bệnh nào? Gia Minh. Tắc ruột. Hả? Các bạn nào có ý kiến khác không? Mai Duyên. Dạ lồng ruột. Lồng ruột. Dạ lồng ruột. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác, lồng ruột. Ha. Thì á là lồng ruột và cái ruột thừa là hai bệnh thường gặp nhất của cấp cứu ngoại nhi luôn. Và yêu cầu khi mà tụi em đi lâm sàng ngoại nhi về mục tiêu đi cấp cứu thì tụi em phải biết được hai cái bệnh này ít nhất gì là sao, ít nhất cũng phải tự mình chẩn đoán được một ca vi ruột thừa, khám được cái bụng của một đứa trẻ vi ruột thừa nó như thế nào. Cái thứ hai nữa là phải biết được chẩn đoán một ca lồng ruột và điều trị cái lồng ruột nó như thế nào, học từ đầu đến cuối hai cái bệnh này thôi đối với mục tiêu cấp cứu khi cầm lâm sàng ngoại nhi nha. Thì mấy đứa đi ở như vòng 1, như vòng 2 thì anh không nói, nhưng mà ví dụ mà sau này mà có đi vòng thành phố gặp anh thì anh sẽ chỉ. Rồi, thì khi mà ruột thừa đó gặp ở trẻ nhỏ thì khi trẻ nhỏ nó không bao giờ nó hợp tác với mình hết, nên chẩn đoán lúc nào cũng sẽ khó khăn hết và nó có chiêu của nó hết đó nha. Rồi, và cái chuyện mà mình thăm khám và theo dõi diễn tiến lâm sàng của nó là quan trọng nhất. Chính vì mà chẩn đoán khó khăn như vậy nên khi mà mình điều trị trễ và chẩn đoán trễ thì chắc chắn nó sẽ có biến chứng rồi, và những cái biến chứng đó sẽ để lại những hậu quả sau này cho nó rất là tệ. Còn nếu mình chẩn đoán nhầm
mình thấy mình khám đó, mình để ấn vô bụng nó mà nó quậy quọ hay là nó nhõng nhẽ với ba mẹ nó, mình chẩn đoán nhầm á, thì nó sẽ có những biến chứng của cái phẫu thuật đó ha. À, là cái gì? Ví dụ nội soi á, thì thứ nhất là chịu cái vết mổ nè, cái thứ hai nè là gì, những cái thao tác ruột ở trong bụng mình va chạm vô ruột, mình làm tổn thương ruột của nó. Và cái thứ ba nữa là gì, nguy cơ gây mê, hít sặc rồi thuốc dị ứng tùm lum hết nha. Yeah. Rồi về dịch tễ học á, thì thường thường á, cái này tuổi gặp nhất là 6 đến 12 tuổi, hiếm khi nào dưới 5 tuổi này trong test quốc người ta ghi thôi, nhưng mà trên lâm sàng tụi em đi thì em sẽ thấy là 2 tuổi 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi em gặp rất là nhiều. Và những cái độ tuổi đó chẩn đoán thường thường là rất là trễ, và thường thường là nó có được thừa biến chứng hết trơn à. Rồi thì vi lục thừa có biến chứng đó là chiếm khoảng 1/4 thôi cái trường hợp, và đặc biệt hay gặp ở trẻ nhỏ. Cái này ưu thế ở nam nè, yếu tố thuận lợi của nó ăn ít rau nhiều thịt táo bón. Rồi thì như hình tụi em thấy đó, đây là ba cái nguyên nhân, ba cái nhóm nguyên nhân gây ra vi lục thừa. Thì cái nhóm chiếm nhiều nhất là tăng sản mô lympho, chiếm tới 60% lận, và thường thường cái nguyên nhân này gặp ở người trẻ. Cái nguyên nhân thứ hai á là sỏi phân, thường thường gặp ở người già, chiếm 30%. Và cái thứ ba đó, nguyên nhân thứ ba, những nguyên nhân còn lại, nhóm nguyên nhân còn lại là gì? Thứ nhất là những dị vật lạ trong cơ thể nè, rồi ký sinh trùng nè, rồi u carcinoid nè, adenocarcinoma nè. Rồi thì khi mà tắc nghẽn ở trong lòng bệnh sinh của nó đó là gì? Khi tắc nghẽn trong lòng ruột thừa thì nó dẫn đến là gì? Cản trở dẫn lưu bạch huyết, nó phù nề và sưng to ruột thừa, tắc mạch, thiếu máu nuôi, xâm nhập vi khuẩn gì đó, sự chăn ruột thừa gì đó, đau rốn gì đó. Cái slide này tụi em phải học ha, slide này có thể cho thi ha, có thể những cái slide chữ là những cái mà bên bộ môn sẽ có thể cho tụi em thi. Rồi cái slide đó nhiều chữ quá, nhìn qua cái slide này cho nó dễ chưa. Cái slide này đây, hình thứ nhất em thấy cái màu xanh xanh không, đó là những cái tế bào lympho ha, nó nằm ở phần dưới niêm mạc. Thì những cái tế bào lympho này nè, khi mà nó tăng sản lên, nó tăng số lượng lên ha, nó tăng số lượng lên là tới cái hình thứ hai ha, thì nó sẽ bít luôn cái đường đi ra của những cái dịch ở trong lòng ruột thừa nè ha, và nó sẽ làm tắc nghẽn luôn, và cuối cùng nó làm viêm. Tương tự như cái hình bên phải, cái cục đen đen đó là sỏi phân đó, nó chạy cho nó bít lại nha. Nó bít lại thì sao? Thì khi mà dịch á, ruột thừa nó cũng là một cái ống tiêu hóa mà, nó cũng có tế bào tiết ra những chất nhầy, tiết dịch, và trong đây nó cũng có hệ vi khuẩn của nó. Thì khi mà nó bị bít tắc như vậy rồi á, thì dịch thì nó vẫn tiết, vi khuẩn nó vẫn sinh sôi. Bình thường nó không có nút tắc thì nó có thể thoát ra ngoài, thoát ra manh tràng đi được. Nhưng mà bây giờ nó tắc lại rồi, thì dịch càng lúc càng nhiều, vi khuẩn càng lúc càng nhiều, nó ứ động trong đó, giống như cái hồ nước nó bị ứ động vậy đó. Nước nó rất là dơ nên là nó sẽ viêm, rồi nó hoại tử, nó thủng. Rồi về phân loại thì người ta chia làm hai nhóm phân loại chính ha, về giải phẫu bệnh và về lâm sàng. Thì giải phẫu bệnh á thì ta phân thành ba loại là vi lục thừa sung huyết, vi lục thừa nung mủ và hoại tử. Là người ta coi trên cái kính hiển vi mình đi làm giải phẫu bệnh là người ta sẽ đọc, ta trả kết quả cho mình vậy. Rồi cái nhóm thứ hai á là phân loại trên lâm sàng, là cái này tụi em xài nè. Khi tụi em đi lâm sàng, tụi em chẩn đoán một ca vi lục thừa là tụi em xài những thuật ngữ này. Là nó gồm có hai nhóm là vi lục thừa chưa biến chứng và vi lục thừa biến chứng. Thì vi lục thừa chưa biến chứng là những vi lục thừa sung huyết và nung mủ, nhìn trên giải phẫu bệnh đó nha. Còn vi lục thừa có biến chứng là gì? Là bắt đầu nó hoại tử, nó thủng rồi. Nó thủng á thì nó sẽ có tiểu mạch khu trú hoặc tàn thể nha. Rồi sau đó nó có áp xe lục thừa hoặc đám quánh lục thừa. Rồi với vi lục thừa chưa biến chứng á thì cái này anh nói á, là những triệu chứng trên lâm sàng của những trẻ lớn nha, tại vì càng lớn á, thì cái triệu chứng nó sẽ càng rõ, càng biểu hiện nó rõ hơn cho tụi em. Thì á là cơ năng là cái gì? Đau bụng chắc chắn có ha, nôn, buồn nôn, sốt, chảy nhăn, tiêu chảy, dị ứng tiết niệu. Nói chung mà nó tương tự như những cái gì mà tụi em đã học từ học thừa thôi. Rồi về thực thể thì vẻ mặt nhiễm trùng, với những trường hợp là bé nó bắt đầu nó vô muộn rồi, bắt đầu nó có bị đó rồi, tình trạng nhiễm trùng rồi. Rồi đau khu trú hố trụ phải và đề kháng hố trụ phải. Bên cạnh đó là gì? Tụi em á, ví dụ như một bé ha, nó đi vô với em, nó vô tụi em, nó nói nó đau bụng. Cái này trên lâm sàng gặp rồi ha. Khi mà nó vô than đau bụng, bé nó cũng lớn rồi, phải tầm 13 14 tuổi rồi, đau bụng, than đau bụng, khám đau ấn đau đề kháng hết, y chang một ca vi lục thừa như vậy, nhưng mà quên khám cái điều. Cuối cùng mà cái bé đó là nó sống tinh hoàng, nó đau lên trên. Cái đó là trên lâm sàng đã gặp rồi. Nên nó là gì? Nguyên tắc phải khám toàn diện,
bé trai á, cám cái bụng nó kéo quần xuống ngó một cái, hai trai nó bị gì không nha. Rồi còn bé gái không có gì để ngó đâu nha. Rồi thì xác định điểm đau ở trên trên vi ruột thừa thì đau bụng là một trong những cái triệu chứng mà thường hay than phiền nhất của ba mẹ khi mà nó đến với mình, đến bác sĩ. Thì như người, ở người lớn thì em học đó là em xác định mắt bụng này đúng không, mắt bụng này, nhớ mắt bụng này không Quỳnh Hân, mắt bụng này xác định sao, nhớ mắt bụng này không? Dạ, từ rốn cho đến da chậu phía trên, lấy 1/3. 1/3 trong ngoài. Dạ, 1/3 ngoài. 1/3 ngoài. Rồi đúng rồi ha. Mắt bụng này là lấy 1/3 ngoài ha. Rồi đó điểm mắt bụng này. Chưa? Yeah. Rồi, thì thường thường đa số á, là vì những trẻ đến sớm á, thì nó sẽ đau rất là mơ hồ, nó không biết chỗ nào đau hết. Thì người ta nói là nó đau, nó sẽ đau ở vùng 1/4 bụng dưới bên phải nha, và điểm đau nhất của nó là điểm mắt bụng này, chưa? Rồi. Và cái biểu hiện đó, cái biểu hiện của cái biểu hiện lâm sàng của một cái ca ruột thừa đó là nó sẽ tùy theo cái vị trí của ruột thừa nằm trong bụng của bé, là cái hình hồi nãy anh đưa nè. À, nếu mà sau manh tràng á là tụi em khám tụi em sẽ thấy là gì, nó đau rất là mơ hồ, nó đau tụi em ấn vô những cái đau giả bộ gì đó. À, rồi ruột thừa ở vùng tiểu cung thì phải ấn sát dưới vùng vùng hạ vị á, thì nó đau chỗ đó, nhưng mà khi mà ấn dưới vùng mắt, ở chỗ mắt bụng này, một từ bụng dưới bên phải, nó không đau. Rồi ruột thừa sau hồi tràng cũng tương tự vậy. Rồi và ruột thừa dưới gan nha, thì đó. À, đi lâm sàng nha, giỏi hay dở lại nằm ở chỗ này, giỏi hay dở nằm ở chỗ này nè nha. Kinh nghiệm nhiều hay không kinh nghiệm nhiều nằm ở chỗ này. Khi tụi em chẩn đoán được cái này thì tụi em có thể dự hậu được là gì, ví dụ như ca đó ruột thừa sau manh tràng ha. À, ra giải thích cho người nhà, ừ cái ca này bây giờ thừa nó nằm như vậy, tôi nghi ngờ là như vậy, và thời gian mổ của nó sẽ dài, rất là dài, dài hơn so với bình thường. Bình thường ruột thừa mổ một ca nửa tiếng, bây giờ sau manh tràng rồi sau hồi tràng dưới gan có thể mổ dài hơn 1.5 tiếng đến 2 tiếng nha. Đó rồi về sinh hóa thì mình cũng sẽ làm những xét nghiệm công thức máu nè, tăng bạch cầu rồi CRP và cho đến ảnh. Thì x-quang bụng, công sửa sạn, siêu âm bụng và CT scan. Thì đối với lại x-quang bụng á, thì thường thường đa số trong tết phút người ta ghi ở chụp x-quang bụng lên. Nè, tụi em thấy cái mũi tên màu xanh không? Đó là gì vậy? Đó là gì vậy Khương Hồng Anh? Hồng Anh ơi! Dạ, dạ em nghe. Nó là gì vậy? Dạ, cái mũi tên xanh xanh nó là gì vậy? Dạ chắc là viên bi. Dạ em chắc ruột thừa. Cái gì? Dạ chắc là ruột thừa. Ruột thừa có thấy trên X quang không? Ruột thừa nó là mô mềm mà, dạ, thấy không được. Dạ. Thì nó là cái gì vậy? Không dạ, có phải sỏi không anh? Sỏi phân của mình. Sỏi à? Phân, xác, chính xác, good. Văn Hoàng hả? Rồi ai nói vậy? Ai mới nói như vậy? Bạn nào nói vậy? Em. Anh Vũ hả? Ok. Dạ em. Đúng rồi đó ha. Cái X-quang nè, cái phim này là phim chuẩn nha. Cái phim này lần đầu tiên thấy luôn. Thì em thấy ở trong cái khung đại tràng á, thấy không, cái khung đại tràng bên tay phải nè nha, khung đại tràng bên tay phải và đi qua khung đại tràng bên trái nè, quá trời phân luôn, thấy không, có thấy nó trắng không, trắng đen nó lẫn lộn có khí rồi, có mấy cái nó lớn không đó ha. Cái đó là khung đại tràng ha, và cái đó là phân đó nha. Thì cái mũi tên anh chỉ vô nó là sỏi phân đó nha. Trên lâm sàng nha, đi ba bệnh viện như đồng 1, như đồng 2 rồi phố, anh thấy hiếm khi nào mà được thừa tôi chụp X quang lắm ha. Mà cái phim này là một những cái phim mà thấy là thấy ruột sỏi phân, cái phim này lấy trên mạng ha, chứ lâm sàng chưa thấy bao giờ luôn. Rồi xem bụng ha, đây là cái phương tiện người ta thường hay xài nhất. Rồi giờ hỏi tiếp nè, cái hình thứ nhất đó thì thấy rồi đúng không, dễ đúng không, cái này là gì, manh tràng ha, manh tràng đi xuống liền thấy cái ruột thừa không, ra người ta chú thích rồi
Rồi giờ hình thứ hai hỏi. Thì hỏi nào đây? Ủa anh cần cần cái này nhìn sách, nhìn sách mình thấy hết sao anh cần? Mình muốn thấy hết danh sách sao anh cần? Có 343 đứa học. Có thấy danh sách đấy sao? Chưa đại. Có mấy đứa Trần Minh Tuấn. Tuấn đâu? Tuấn cho anh hỏi nè Tuấn ơi. Dạ. Hình số 2 thấy gì Tuấn? Dạ thưa hình số 2 em thấy là cái này là cái ở trong cái ruột thừa nó bị to ra. Trong lòng ruột thừa. Ok. Bao nhiêu là to Tuấn biết không em? Đi lâm sàng biết không? Để hỏi thêm thôi. Như cái slide nãy em thấy là trên 6 trên 6 mm ạ. 6 mm hả? Trên 6 hay bằng 6? Lớn hơn bằng 6 ạ. Lớn hơn bằng 6 hả? Rồi ok. Rồi thấy gì nữa không? Rồi thôi được rồi, cảm ơn em, bạn khác đi. Dạ có tăng đậm độ, à quên. Có kiểu giống như có tăng dịch ở xung quanh. Xung quanh viêm ruột thừa, à, xung quanh ruột thừa anh. Không có phù nề gì okay. Xung quanh. Rồi ok, ok. Rồi đúng rồi, cái thứ ba. Cái này quan trọng lắm. Cái này mà thấy mới một cái là đi mổ thôi chứ không nói gì nhiều hết trơn á. Có sỏi phân đúng không anh? Đúng rồi. Nè, cục sỏi phân nè, thấy cục trắng trắng bên trong lòng thừa không? Đó ha, sao biết sỏi phân vậy? Bạn nào mới nói vậy? Dạ, tại vì trước em bên ngoài em có hay đọc được mấy cái này. Ờ, hay học biết cái này. Rồi, tại sao biết cái đó là sỏi phân vậy? Chứ hiệu chế đứt, đúng không? Dạ, thấy nó có cạn tia. Cạn tia. Nó có bóng lưng này thấy không? Em thấy bóng lưng rồi. Đen dài không? Thấy bóng lưng không? Hình thứ hai thấy bóng lưng nó dài, nó đen thui từ lùi, nó kéo dài từ cái chỗ mấy cục trắng trắng đi xuống không? À, nó cạn sống âm lại ha. Kẹn cái sóng âm lại, cái đó gọi là bóng lưng ha. Thì khi mà em thấy cái đó trên siêu âm kèm theo ha, trên lâm sàng nó đau bụng, rồi nó sốt, rồi cận lâm sàng là gì, công thức máu nó có bạch cầu tăng là đi mổ nha. Chưa? Rồi giờ nét phân biệt cái này cho Thi nè. Rồi nhiễm trùng đường ruột ha, viêm dạ dày ruột, ngộ độc thức ăn, rồi thường sốt cao, và em khám bụng là thường thường hỗ trợ phải nó mềm ít đau và thường thường là nó không có đề kháng nha. Cái thứ hai là nhiễm trùng tiết niệu thì mình xét nghiệm nước tiểu đơn giản rồi. Cái thứ ba là áp xe cơ sáp nha. Áp xe cơ sáp thì cái này dấu hiệu kích thích cơ thắt lưng chậu và mình siêu âm là mình thấy liền. Cái thứ tư là viêm thị dưới phổi phải thì tiền sử là phải có viêm hấp và nghe phổi và chụp x-quang ngực. Rồi sốt xuất huyết ha, hồng ban dạng thấp, bệnh bạch cầu. Cái này đường rất là hay gặp đó nha. Rất là hay gặp cái này luôn nè, sốt xuất huyết ha. Nó không có điểm đau khu trú và hỗ trợ phải nó mềm. Nhưng một số trường hợp em ấn hỗ trợ phải của những đứa mà sốt xuất huyết á là nó đau á. Em không phân biệt được đâu. Nên là cái này á, một đứa giả sử một đứa mà nó vô với em đi, nó có sốt xuất huyết dấu hiệu cảnh báo đi, bắt đầu nó có tràn dịch đa màng, rồi nó có tràn dịch nó có tụ dịch quanh túi mật nè, rồi gan nó to nè, nên là khi em khám bụng nó đau nè. Mà siêu âm nó tự nhiên đọc ra thấy ở ruột thừa hơi sung huyết em sắp đi mổ là coi chừng là mình hại nó nha. Rồi ngoài ra thì có tổn thương McCain nè, bệnh Crohn, lao ruột ha, carcinoma tumor, và chẩn đoán cái này, những cái này là chẩn đoán sau mổ hết. Rồi bệnh lý của hệ sinh dục là viêm tai vòi, nem buồng trứng xoắn, lèn rồi màng tử cung, với cái này thường thường gặp ở trẻ nhỏ ha, ở trẻ gái. Và cái cuối cùng là cái xoắn tinh hoàn là nhờ nãy anh nói, mặc dù là nó hiếm đó, nhưng mà nó có ha, mấy cái này thì phải lưu ý nha. Rồi thì ở trong Nhi á, thì nó sẽ có hai cái thang điểm để đánh giá. Ở người lớn thì anh không có, theo anh thấy hồi đó giờ anh học anh không có biết về người lớn là như thế nào hết, nhưng mà về riêng về Nhi thì nó sẽ có hai cái bảng này. Bảng đầu tiên là bảng Avarado, bảng thứ hai là bảng Pass. Thì cái bảng Avarado và bảng Pass này á, là nó dựa trên những cái gì nãy mình học đó, là cái gì, là lâm sàng và cận lâm sàng ha. Thì nó sẽ chia theo bảng điểm. Nếu như mà đối với bảng Avarado này á, mà từ 1 đến 4 điểm á, thì bé nó có thể xuất viện nha. 5 đến 7 điểm bắt đầu nhập viện theo dõi được rồi, và 8 đến 10 điểm là đi mổ. Cái bảng thứ hai đó, bảng Pass này cũng vậy, mà nó chia làm hai vùng thôi. Dưới bé hơn bằng 5 điểm á, thì nó không phải là đột thừa, vẫn có thể theo dõi.
còn lớn bằng 6 á, là cần phẫu thuật. Nhưng à, hai cái bảng này người ta làm một số nghiên cứu về hai cái bảng này, thì hai cái bảng này chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Có thể trên lâm sàng tụi em á, ví dụ như tụi em nghĩ ca đó đi mổ, tụi em nghĩ ca đó đi mổ thì không cần xài hai bảng này nữa. À, tại vì thứ nhất triệu chứng lâm sàng nè, cận lâm sàng nè, rồi siêu âm thì kia nọ đồ nó rất là rõ ràng rồi. Nhưng đối với những ca tụi em đang lấn cấn, à, tụi em cần theo dõi, hoặc là tụi em nghĩa là tụi em cần theo dõi hoặc tụi em không nghĩ được thừa luôn, thì em xách hai bảng này ra để đánh giá. Để làm chi? Nó khẳng định lại một lần nữa cho tụi em, à, tôi có bằng chứng lạng dày, tôi khám như lâm sàng lạng dày nè, tôi đánh giá điểm lạng dày nè, tôi mới theo dõi nó nè. Nha. Để làm chi? Có cơ sở nói chuyện với người nhà. Nha. Ruột thừa đó, người ta thành danh cũng nhờ ruột thừa ha, mà người ta thành bại cũng là nhờ ruột thừa đó. Nha. Rồi, cái bảng này cho Thi ha. Ruột thừa có biến chứng ha. Rồi, là víu mạc ruột thừa, và víu ruột thừa nó không được chẩn đoán và điều trị sớm như anh nói nãy đó. Nha. Thì lâm sàng thì bé nó sẽ có những hội chứng nhiễm trùng, là thở nhanh, nông, đùi gấp vào bụng, rồi nôn, rồi tiêu chảy, bé mặt nhiễm trùng, co cứng thành bụng, bụng chướng, và ấn cuối cùng đút la căng đau. Rồi, thì nó có hai cái thể, có hai cái thể ruột thừa là thể đám quánh ruột thừa và thể áp xe ruột thừa. Thì đối với thể đám quánh ruột thừa này á, là trên những trẻ mà nó có sức đề kháng tốt, nó được điều trị kháng sinh, có nghĩa là thường thường đa số những trường hợp này nè là vô tình. Có nghĩa là bé đó nó vô ngay từ ban đầu, nó vô đi khám bệnh, nó đau bụng, nó không rõ ràng gì hết. Bắt đầu bác sĩ phòng khám hay bác sĩ ở phòng mạch ở ngoài bắt đầu cho nó nghĩ nó nhiễm trùng tiêu hóa thôi. Nhiễm trùng tiêu hóa cho nó kháng sinh, nó uống cho nó giảm đau, nó uống nó mất hết triệu chứng luôn. Và sức đề kháng nó khỏe nữa. Sau đó rồi á là qua một thời gian tuần 2 tuần nó hết luôn, nó im luôn. Và sau đó rồi tự nhiên cái một thời gian sau, tầm khoảng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần sau đó, tự nhiên cái vùng hố chậu phải nó xuất hiện nguyên một cái mảng. Cái mảng như cái mô cầu vậy, nó rất là cứng nha. Cái mảng đó là gì? Này trả lời coi, chị nghĩ cái mảng là gì vậy? Cái này chắc học rồi đúng không? Giao Ngân. Ngân ơi. Dạ thưa anh, cái mảng đó có là cái đám quánh nó đã cái sơ. Nó đã sơ hóa lại. Sơ hóa lại hả? Cái gì sơ hóa vậy? Dạ những cái tại vì lúc trong bụng đi... gì? Dạ phúc mạc. Phúc mạc, trong bụng nó có phúc mạc, còn có gì nữa? Phúc mạc với lại mấy cái mạc treo của nó dính lại tạo thành cái đám quánh thì giờ nó sơ hóa lại. À vậy hả? Rồi thôi anh nói ha. Có luôn. Cái mạc đó là gì? Cái mảng đó đó nó là do quá trình viêm, như hồi nãy anh nói đó, do quá trình viêm, ruột thừa khi nó viêm lên đó, thì cơ thể mình nó sẽ tự động auto làm sao, tất cả những cơ quan gì gần đó di động nó kéo vào đó hết. Di động là gì? Ruột non chưa, đại tràng xích ma, mạch nối, nó quy tụ về đó hết, nó đóng là thành một khối luôn, nó đóng, nó nhốt ruột thừa nằm trong đó luôn. Và chính vì vậy mà khi mà mình điều trị kháng sinh, mình điều trị giảm đau, mình điều trị rồi và sức đề kháng của nó tốt, thì cái khối nó giật cái khối đó mất luôn. Có nghĩa là khối đó nó chỉ là khu trú lại trong một cái khối cứng nhắc như vậy đó nha. Và cái này mình sẽ không mổ trong lúc mà giai đoạn mà nó nghĩa là lúc mà mình thời điểm mình chẩn đoán dưới 3 tháng là mình không làm gì hết nha. Mình sẽ mổ thường nguội ha, chắc thường nguội sau 3 tháng để chi, để cái phản ứng mà dây dính của nó đó, cái phản ứng sơ của nó đó, nó bắt đầu nó ly giải ra, thì vô mình mổ thì nó mới dễ, chứ còn vô đó em gỡ là chết luôn á nha. Rồi còn cái trường hợp thứ hai ha, là áp xe ruột thừa. Áp xe ruột thừa này đó, áp xe ruột thừa này là một những giai đoạn mà ban đầu nó đó, nó vỡ ra, xong nó bắt đầu những cơ quan đó nó đến nó bao lại, thì khi nó bao lại mà nó không có dập được cái khối đó thì nó thành những ổ tụ mủ luôn, mủ càng lúc càng nhiều và bé nó càng lúc càng biểu hiện nhiễm trùng càng nặng hơn, và cái này bắt buộc phải mổ nha. Rồi đây là một số thể ruột thừa mà mình đặc biệt ruột thừa ở trẻ nhỏ, bệnh cảnh lâm sàng hoặc là thì lâm sàng của nó thường thường á, là nó chẩn đoán muộn, rất là muộn, hoặc là nó sẽ gặp trong cái thể là phải áp xe thừa, đau bụng tự nhiên, nôn, sốt, tiêu chảy, dưới tiết niệu. Nói chung mấy cái này á, là gì đi lâm sàng nếu gặp anh sẽ chỉ, còn học lý thuyết chỉ nào mà chỉ nói thôi và mình nắm những cái lý thuyết như vậy thôi ha. Rồi khi là thực thể đó, khám nhẹ nhàng, thận trọng, kiên nhẫn, nói thì dễ lắm nhưng mà không dễ nào hết trơn hết đó nha. Và an thần, đặc biệt trẻ dưới 5 tuổi này trên lâm sàng không có ai xài đâu, không có ai xài an thần cho nó đâu. Và tổng trẻ thường suy sụp và đề kháng ở bụng 80%, sờ thấy mát số chỗ phải, cái này cũng không sờ thấy đâu, Facebook người ta nói vậy thôi. Rồi ruột thừa trẻ nhỏ,
cận lâm sàng thì em sẽ làm tương tự như những cận lâm sàng mà hồi nãy anh nói nha, về sinh hóa siêu âm và x-quang bụng thì không cần thiết, nhưng mà cái này là bài lý thuyết thì em phải nắm. Rồi chẩn đoán phân biệt thì mình sẽ chẩn đoán với lồng ruột cấp ha. Siêu âm là chìa khóa chẩn đoán, nếu như mà một người ở đó mà ở bệnh viện ở đó mà có người bác sĩ siêu âm ta tốt thì người ta sẽ chẩn đoán được hết cái này cho mình này nha. Cái bệnh nghẹt là phải khám những cái lỗ thoát vị một cách có hệ thống ở trẻ nhỏ cho nhiễm trùng tiết niệu hô hấp khi mà về ruột. Rồi viêm ruột sơ sinh, cái này cực kỳ hiếm ha, cực kỳ hiếm, từ lúc anh đi học cho tới khi anh ra trường tới giờ đi làm anh gặp được có một ca duy nhất thôi. Bệnh cảnh tắc ruột sơ sinh có sốt viêm mạch sơ sinh hoặc có một cái mass ở hố trụ phải, tỷ lệ có 0.1% được rồi thôi, và thường là trẻ nam đủ tháng, con trai lỗ ha. Rồi nguyên nhân chưa rõ ha, có liên quan đến bệnh histrum hoặc là viêm ruột non hoại tử. Rồi về điều trị thì làm sao, nguyên tắc điều trị là gì, tụi em cứ nhớ là gì, cái mốc của nó là sao, mình điều trị miễn làm sao ha, đừng để cho nó xảy ra biến chứng thôi. Biến chứng của ruột thừa á, có nghĩa là ruột thừa chưa biến chứng, cố gắng làm sớm nhất có thể, còn khi nó mổ nó bể rồi mà nó vô lúc 3 sáng thôi để sáng mổ ha, vấn đề là như vậy thôi. Rồi kết hợp với kháng sinh và cái chăm sóc khác. Rồi biến thừa chưa biến chứng nè, phẫu thuật càng sớm càng tốt phải không, rồi và mình dùng kháng sinh. Đối với ruột thừa có biến chứng thôi, cái này nó đã có biến chứng rồi, mình từ từ tèn mình làm đi ngủ buồn ban đêm 2-3 giờ sáng, đừng mổ, đừng xách mấy cái này ra mổ, nhưng mà nó chửi nha, phòng mổ nó chửi chết á. Rồi kháng sinh phổ rộng ha, đường toàn thân cho cả ram âm và yếm khí, mình sẽ phối hợp nhiều kháng sinh với nhau bắt buộc ha. Rồi bồi hoàn nước, điện giải, tăng bằng kềm toan, điều chỉnh nếu là nhiễm trùng và đặt thông dày thông tiểu cho nó. Rồi đây là biết đường mổ này không, hỏi tiếp sao nó hiện ít vậy ta. Hồ Thị Kim Xuyến. Xuyến ơi. Em nghe anh. Ừ, biết đường mổ tên gì không? Em cũng không biết nữa. Hoàng, biết Hoàng. Rồi, cảm ơn em. Dạ, phải đường hả? Rốc. Phải đường Rocky David xong anh. Rocky David hả? Em nhớ và em đọc là cái đường đấy cũng là tại vị trí Mạc Bernie, nhưng mà nó không chéo như đường Mạc Bernie, nó đi ngang. Good, đúng rồi đó, đúng rồi Phong, đúng rồi Phong. Đúng rồi đó Phong, ha. Này Rocky David ha. Còn Mạc Bernie nó đi xéo nha. Rồi thì khi mình đi đường Rocky David đó là mình sẽ đi ngang, sau đó mình đi vô bụng. Rồi mình sẽ tách cái mình tách cơ thôi nha, không cắt cơ ha, mình tách cơ ra. Rồi sau đó mình sẽ cắt khúc mạc, hay là cái hình cuối cùng em có thể thấy là hình thứ tư nè. Rồi sau đó là sao, nguyên tắc ha, kiếm ruột thừa. Rồi để nói tiếp. Rồi làm sao xác định ruột thừa vậy, ruột thừa cái mốc mình xác định là sao? Mai Duyên biết không? Duyên thay đổi ruột của anh hả? Sao mò theo cái đường mò, em nhớ trước đó anh nói là mò theo đường ruột, cái ruột non của anh là mình mò tới có một đoạn là sẽ đổi thành cái ruột già, là nó là có những cái hình ảnh của ruột già nó khác ruột non. Cái chỗ cái vị trí mà Rocky David, cái vị trí đó là cái đường mổ nằm ở chỗ bên không phải nè, thì chỗ đó có cái gì thì em vô mổ thấy gì đầu tiên? Có manh tràng. Có manh tràng. Xác, chính xác, đúng rồi, manh tràng thì giờ sao xác định ruột thừa được? À, chắc theo được cơ dọc cái theo đúng cái rồi, chính xác ha. Cái cơ dọc. Rồi. Good. Rồi, cảm ơn Hoàng, cảm ơn Phong. Cảm ơn Duyên nha. Thì bây giờ tụi em vô, tụi em xác định cái gì? Tụi em xác định cái manh tràng trước ha. Lấy giải cơ dọc, ruột thừa là hội tụ của ba giải cơ dọc. Nha, tụi em đi xuống cắt ruột thừa lên. Rồi triệt mạch máu, cắt ruột thừa xong. Nha, cái này là pháp mổ mở, hồi xưa người ta xài. Rồi, tới mãi đến năm bao nhiêu ta? Năm 2004 không trời. 2004 mà nhiều một mổ luôn trời. Năm 98 không ta? Anh không nhớ được, từ năm 98 đến năm 2004 á, thì trong khoảng thời gian đó bắt đầu thì nhiều một người ta mới bắt đầu triển khai mổ viêm ruột thừa nội soi ha, ở trẻ em nha, còn người lớn là lâu lắm rồi, người lớn thì mổ lâu lắm rồi. Thì đó, đây là cái sơ đồ mà mổ nội soi ở trẻ em nha. Thì khi mà đi lâm sàng á, thì tụi em vô mổ thì anh sẽ chỉ thêm. Rồi, và phẫu thuật nội soi ở ruột thừa này á, nó là gold standard luôn nha. Thì nó sẽ loại trừ những chẩn đoán phân biệt ở những trẻ gái vậy thì ví dụ như là gì, ví dụ như là nang buồng trứng, xoắn buồng trứng, rồi thủng dạ dày, ruột thừa lạc chỗ, trẻ những cái bệnh đó là những cái bệnh
chẩn đoán lại trừ cổ ruột thừa, ví dụ như em vô thì em thấy một đứa trẻ 13 4 tuổi đó nó thủng dạ dày, cái dạ dày nó sẽ chảy xuống, nó đi theo hai cái màng tôn hai bên, nó sẽ chảy xuống ha, nó chảy xuống nằm bên trái hoặc bên phải, thì đối với những trẻ đó ha, tụi em có thể chẩn đoán nhầm lẫn với lại ruột thừa, thì nội soi nó sẽ giúp cho tụi em ha đi vào đó để mà xử lý luôn cái thương tổn, giả sử nó có bị thủng dạ dày, nó là thủng dạ dày chứ không phải nó là ruột thừa. Chứ còn như mổ cái đường Rocky David như hồi nãy đó là mình sẽ không có xử lý được cái ruột thừa, không có xử lý được cái dạ dày đâu. Ngoài ra thì nội soi nó còn sẽ thuận lợi những chuyện gì nữa, thứ nhất ruột thừa lạc chỗ nè, mình có thể thám sát được cơ bụng, mình xác định ruột thừa mình chắc nè, trẻ béo phì cái bụng nó rất là dày nha, mở dày cả khúc luôn, nên tụi em sẽ mổ mở rất là hạn chế, rất là khó luôn. Những trường hợp viêm phúc mạc thì ruột thừa nó sẽ với tới được những cái chỗ ngóc cắt sâu nhất để em có thể rửa được sạch bụng hơn nha, và cải thiện hậu phẫu là ít đau này, thời gian nằm viện ngắn, ít biến chứng sau mổ nha. Tuy nhiên thì chi phí nó hơi cao và cái này đòi hỏi là có kinh nghiệm nha. Rồi biến chứng sau mổ là gì? Chảy máu, nhiễm trùng, hội chứng ngày thứ năm. Cái này hội chứng ngày thứ năm này nha, trong textbook người ta có nhắc đến, người ta có, nhưng mà cái này á từ lúc đi em xem tới giờ thì anh cũng hiếm gặp á, cũng không có gặp những trường hợp này. Là những cái phúc mạc khi mà nó không có miễn dịch đó, là sau khi mổ thì nó đột ngột sốt cao dữ dội, bạch cầu tăng cao và đáp ứng với kháng sinh, nước điện giải, và mình không có phẫu thuật lại nha. Nên là hội chứng ngày thứ năm của ruột thừa là mình phải cẩn thận. Rồi ngoài ra nó có dò manh tràng nè, tắc ruột thì biết rồi, mổ có bất kỳ gì vào bụng đều có nguy cơ này hết. Rồi và dò mũ vết mổ là những chỗ vết mổ đó. Rồi kết luận ha, thì khi mà tụi em tiếp cận một ca ruột thừa, đây là cái câu tiên quyết ha, là thăm khám lâm sàng lặp đi lặp lại bởi một phẫu thuật viên có kinh nghiệm. Nếu tụi em đi lâm sàng, tụi em theo dõi một ca ruột thừa đó ha, tụi em muốn học kỹ về cái ca đó, tụi em chỉ cần khám đi khám lại để tụi em theo dõi cái diễn tiến đau của nó thôi, là tụi em có thể kết luận được là nó có khả năng là nó có ruột thừa hay là không rồi ha. Thì cái câu này là câu quan trọng ha, của những cái thầy, của những cái anh lớn đi trước, người ta chia sẻ kinh nghiệm cho mình. Rồi thôi xong, bài này là hết. Rồi mấy đứa có thắc mắc gì không? Dạ anh có thể chỉ anh lại ơi. Em cái chỗ đoạn trên siêu âm lúc nãy mà làm sao để nhận ra là có sỏi phân nhỉ anh? Nãy em nghe không hiểu lắm. Rồi nhìn lại cái hình siêu âm. Dạ chị, không nhiễm mỡ bên siêu âm lúc mà nó. Đây nè. Rồi ha, đây siêu âm. Tụi em thấy cái hình cái mũi tên không? Cái mũi tên có cục trắng trắng đó. Cái đó là cục sỏi phân ha. Thì khi mà mình đặt cái sóng âm vào cái đầu dò mình đặt lên á, mình mà cắt ngang cái đó đó thì cái gì? Thì cái cục sỏi này nè. Cái cục sỏi này nó sẽ cản nó không có cho sóng âm đi qua. Thì ra những cái gì mà cản không cho sóng âm đi qua thì đằng sau là màu đen hết. Thì anh thấy một cái vệt dài màu đen không? Cái vệt dài màu đen đi từ trên xuống dưới đó. Ở phía sau cái cục trắng trắng nè. Thấy không? Thấy con chuột, tụi em thấy con chuột anh không vậy? Dạ có, bây giờ mới thấy chuột anh ơi. Đó đây nè ha, cái cục này là cục sỏi phân nè ha, cục sỏi phân nè. Dạ. Ha, cái này là cái bóng lưng của nó nè. Cái này cái bóng lưng của nó nè ha, bóng lưng nè. Đó, đầu dò siêu âm là đi từ đây đi xuống nè, đầu dò siêu âm nè, cái này bề mặt da nè ha. Bề mặt da. Cái này cái ruột thừa nè. Rồi, nè thành ruột thừa phù nề nè ha. Rồi. Cái này á là cái gì? Có thâm nhiễm dịch nè, có thâm nhiễm mỡ xung quanh nha, có thâm nhiễm mỡ xung quanh. Rồi, cái này là cái túi bịch của nó. Rồi, sỏi phân đây. Được chưa? Được không? Dạ, dạ ok em hiểu rồi anh. Em cảm ơn. Rồi. Đó, bạn có thắc mắc gì nữa không? Dạ anh ơi, cho em hỏi là cái đường mổ Rocky David nãy anh nói anh. Em đường đó là đường len chứ anh. Cái đường em không phân biệt được là đường Rocky David với đường len anh. Lên mạng Google search, trời ơi cái này. Cái đường mà anh đưa cho tụi em coi đó đó, cái đường mà anh đưa tụi em coi đó, cái đường đó là đường Rocky David, là cái đường mình mổ thừa là mình xài cái đường ngang đó ha. Nhưng mà cái gì, nhưng mà đa số thường thường cái đường còn một cái đường mắt bụt này nữa, cái đường mắt bụt này á là cái đường xéo như hồi nãy bạn Phong bạn nói. Còn cái đường len hả, cái đường len đâu, để anh thử coi. Tại vì sau này á là gì, những cái phẫu thuật của nội soi, những cái phẫu thuật ruột thừa á là người ta không có xài những cái đường mổ mỡ này nữa, hiếm lắm. Những cái trường hợp mà người ta mổ mỡ á, những cái trường hợp người ta mổ mỡ là khi nào? Khi thứ nhất là bé nó vô nhiễm trùng nặng, chẩn đoán rất là muộn luôn, để 5-6 ngày bụng nó chướng lên, nó tắc ruột, nó mất
bắt đầu nó suy sụp, nó sốc giảm thể tích, thì những trường hợp đó là gì, vô mổ thẳng đường giữa luôn, chứ mình không còn đi những cái đường như vậy nữa nha. Nên là sau này á, là gì, những phẫu thuật viên sau này là người ta sẽ không còn dùng những cái từ, những cái đường mổ mở tại ở ở vùng không phải nữa. Dạ nơi giữa hai cái đường, hai cái kiểu mổ là mổ nội soi với lại mổ hở, thì như mổ nội soi mình đưa cái một cái cho cái 10 với hai cái cho cái 5 vô mình dễ nhìn ở cái phẫu trường hơn, so với lại mổ hở mình dùng hai cái đường mạch Benny với lại đường đường Rocky David đó anh. Thì em muốn hỏi là đường mạch Benny với Rocky David thì nên xài cái nào hơn à, hay là hai cái như nhau à? Nó thẩm mỹ đó em, nó về vấn đề thẩm mỹ nữa. Kiểu như là một một đường mình sẽ may nó gọn hơn à anh? Cái chính là vấn đề thẩm mỹ ha. Hồi nãy em nói gì, em nói là phẫu thuật nội soi và phẫu thuật mổ mở hả? Dạ, dạ trong mổ hở có hai cái rock Rocky David với lại mạch Benny á anh. Ừ. Dạ thì trong ba cái đó thì không biết là cái ưu điểm như thế nào ạ? À. Ở con nít á, ở con nít là mình xài Rocky David hết. À, có người lớn á thì mình xài mắt buộc ni. Và hai cái đó là hai cái phương pháp mổ thôi, hai pháp mổ thôi. Nó vẫn là nó chỉ là hai đường mổ mở thôi. Ừ, chứ còn và còn mục tiêu của khi mà em sử dụng hai cái đường mổ đó, mục tiêu vẫn là cắt được ruột thừa là được. Khi mở con đít thì mình chọn Rocky David. Dạ em cảm ơn anh ạ. Anh ơi, cho em hỏi là trong cái đám quánh ruột thừa anh, giả sử như trong hình ảnh xưa mình thấy có sỏi phân trong đó thì mình có mổ cấp cứu không anh? Tại vì lúc mà mình mổ thì cũng có nguy cơ là gây tổn thương ruột ở cái đám quánh đúng không anh? Cái đám quánh khi mà em đã chỗ này đám quánh ruột thừa rồi á, khi chỗ này đám quánh ruột thừa rồi là mình không mổ ha. Tại vì á, là cái phản ứng dính của nó dính rất là dữ, và em vô em mổ là em tách ruột á, là rách ruột hết, là bệnh nhân có thể tử vong vì cái chuyện đó đó. Nên khi đã chuẩn đoán đám quánh ruột thừa rồi là không mổ ha. Và những trường hợp đó ha, nếu như mình lo lắng siêu âm thấy có sỏi phân thì mình sẽ cho nó tái khám, mình theo dõi nó thường xuyên hơn, ví dụ như cách đó 1-2 tuần ha. Mỗi 1-2 tuần thì mình cho đi khám một lần siêu âm theo dõi những cái triệu chứng của nó. Ví dụ như nó nhưng mà thường thường đa số là gì, khi mà nó đã diễn tiến, có nghĩa là thường thường tụi em sẽ hay ghép những cái triệu chứng của cái thể này qua cái thể kia, tụi em trộn lại thì mình sẽ không có nói được. Nhiều khi trên lâm sàng nó không có giống vậy, nhiều khi siêu âm thấy được thấy nó là sỏi phân, nó đám quánh đó, nhưng mà theo dõi diễn tiến lâm sàng của nó ổn thì em không làm gì hết, kệ nó, sau 3-6 tháng mình sẽ mổ nguội nha. Anh ơi, hồi nãy anh có lấy cái ví dụ là một đứa dạ, nhỏ mà bị... Dạ, anh lấy ví dụ một đứa nhỏ bị viêm ruột thừa vỡ viêm phúc mạc toàn thể mà nhập viện vào lúc 3 giờ thì mình để tới sáng mình làm cho nó luôn á anh. Thì mình để như vậy nó có diễn tiến xấu hơn không anh? À, thì như anh nói tụi em đó là gì? Cái nguyên tắc nếu như ruột thừa chưa vỡ ha, thì mình sẽ phải làm càng sớm càng tốt để mình tránh cái chuyện nó xảy ra biến chứng là vỡ. Nhưng đối với những trường hợp ruột thừa mà có biến chứng thì nguyên tắc là gì, đối với bệnh nhân mình cũng sẽ phải mổ càng sớm càng tốt. Nhưng trong những trường hợp sau khi tụi em mổ ruột thừa thì em phải đi bữa nào đi lâm sàng, đi phủ dành cho ruột thừa nó 2-3 giờ sáng nha, cho cái phản thể, thì tụi em sẽ thấy là gì, ngoài cái chuyện có kinh nghiệm mổ ruột thừa xong còn ảnh hưởng tới cái chuyện là gì nguyên cả ekip nữa. Lúc đó tụi em 2-3 giờ sáng thì em buồn ngủ thì làm không tốt bằng đâu ha. Đó là chuyện thứ nhất nè. Chuyện thứ hai là gì, gây mê người ta cũng sẽ rất là mệt nè. Cái thứ ba là gì, dụng cụ nè ha. Và gì, cái hiệu quả công việc nó sẽ không đạt đến mức tối đa và đứa bé nó sẽ không được mổ một cách tốt nhất. Hiểu ý anh nói không? Nó nhiều cái yếu tố lắm ha. Còn nguyên tắc khi đã có chỉ định mổ là mình sẽ phải mổ sớm nhất, càng sớm càng tốt. Nguyên tắc của đi phẫu thuật là như vậy ha. Đã có chỉ định mổ rồi là phải mổ. Nhưng sau này đi mình sẽ gặp trên lâm sàng mình học nhiều cái khác nữa, chứ không phải chỉ riêng mình chăm cho cái gì mình mổ hay không. Ví dụ như đứa nhỏ đó mà nó lỡ như nó có một cái nặng hơn, nó sốc nhiễm trùng hay là nó có tình trạng nó báo động nguy hiểm hơn anh, thì cái đó phải đi mổ liền. Cái đó dạ, phải đi mổ. Dạ. Cái đó là phải mổ rồi, không có nói được nha. Dạ. Cái đó không thể nào để được đâu. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ. Dạ anh ơi. Ơi. Dạ xin phép anh cho em hỏi là sắp tới cái nhóm lâm sàng đợt 1 và lớp D anh sẽ đi mình đi thực tập tại bệnh viện Nhi Đồng 2, thì em không biết là hình thức đi online hay là thực tập tại trực tiếp tại bệnh viện là. Ủa, cái đó để anh sẽ em là anh cần cái đó anh.
Hiện tại bây giờ là bên Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đang chưa có cho sinh viên đi, cho nên là anh nãy ban đang nói chuyện với anh Thạch, phó chủ nhiệm bộ môn cũng là phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 đó, thì đang lên kế hoạch lại. Chứ còn bây giờ hiện tại thì cũng chưa cho sinh viên đi trực tiếp lại, thì cái đó để bên kia ta họp xong người ta gửi kế hoạch về thì anh mới gửi lại cho lớp được nha. Dạ 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 em cảm ơn anh nhiều ạ. Anh ơi, anh cho em hỏi về cái đám quánh ruột thừa anh. Thì theo như kinh nghiệm lâm sàng của anh đi gặp thì có hay gặp không ấy? Với cái câu thứ hai là em đọc trong file quốc ấy, có nói là có ngoài điều trị kháng sinh còn điều trị nội khoa bằng chườm nóng nữa ấy. Thì mình chườm nóng khoảng bao nhiêu nhiệt độ và chườm khoảng mấy giờ một ngày? Em bây giờ có dùng nữa hay không? Em cảm ơn anh. Ok em, rồi ok ok. Cảm ơn câu hỏi em ha. Câu hỏi của em là quốc á, có đọc bài á. À, hồi nãy đúng ra là anh muốn canh còn muốn nói thêm một số những cái cập nhật mới nữa, nhưng mà thời gian nó không có nhiều. Thì thứ nhất trả lời câu hỏi của em, thứ nhất đó là đám quánh ruột thừa anh gặp nhiều hay không á, cái đó hiếm lắm em. Đám quánh ruột thừa thì hiếm lắm, hiếm gặp lắm luôn á. À, thì anh thì trước giờ anh gặp tầm khoảng 1-2 ca, còn đa số thường thường là tới áp xe là hết rồi. Rồi cái thứ hai nữa là gì, trên thế giới người ta ha, người ta có điều trị nội khoa ruột thừa, nhưng ở Việt Nam không có điều trị nội khoa ruột thừa nha. Tại sao? Thứ nhất dính tới luật pháp, dính tới đủ thứ chuyện hết, dính tới người nhà, dính tới sức khỏe của bé, ha, kiện tụng tùm lum hết, nên ở Việt Nam hiện tại không cho phép điều trị nội khoa. Nhưng mà có một số nghiên cứu ở bên nước ngoài người ta có điều trị nội khoa và người ta có điều kiện rất là nghiêm ngặt. Trong những trường hợp nào, thứ nhất ví dụ như ruột thừa mà nó có nguyên nhân là viêm những cái mảng lympho như hồi nãy anh nói đó, nha, tăng sản tế bào lympho. Nó cũng chỉ là một tình trạng viêm thôi, nên là gì, người ta đưa ra những nguyên tắc, ví dụ nó viêm thì mình điều trị kháng viêm đúng không, rồi nó ứ dịch thì giờ có máu nhiễm trùng thì kháng sinh giảm đau, thì người ta sẽ theo dõi rất sát những cái ca đó và điều kiện của người ta có, mình không có điều kiện đó, người ta có thể siêu âm mỗi 2-3 ngày hay mỗi ngày để người ta theo dõi cái chuyện đó là gì, diễn tiến của nó sẽ phải càng lúc càng tốt hơn và người ta đi mổ ngay lập tức nếu như mà nó có xảy ra những cái chuyện gì đó. Việt Nam mình đâu làm được vậy đâu nha. Và nói cho tụi em biết luôn á là ruột thừa nó có điều trị nội khoa, trên thế giới người ta có điều trị nội khoa, ta có những nghiên cứu và những cái nhóm đó luôn và có thành công luôn. Dạ, hồi em đọc cái điều trị nội khoa ruột thừa em thấy cái tỷ lệ thành công cũng không phải là cao, như là cũng không có hiệu quả lắm, với cái chi phí điều trị nó cộng lại nó cũng rất là cao à. Chính xác em đó, thì bây giờ một người đó nó viêm, em đâu có biết khi nào nó hết phù này cái mảng lympho ở đâu. Em cứ dựa những cái cơ chế sinh lý bệnh của nó nói thôi. À, thì nó kéo rất là dài. Mỗi cái chuyện em mổ ruột thừa không thôi, bệnh nhân nằm đã 7 ngày rồi. À, tính tới những cái chi phí là gì, thuốc men kháng sinh. À, mình mổ mình chắc bỏ đi cái nguyên nhân gây ra cái nhiễm trùng đó mà mình đã xài thuốc tới 7 ngày rồi. Trong khi đó bây giờ cái nguyên nhân cái điều trị nội khoa mình không loại trừ, mình không có loại bỏ được cái ổ nhiễm trùng của nó là cái gì, là cái ruột thừa. Mà mình còn đánh kháng sinh nữa thì tất nhiên chi phí nó sẽ rất là cao hơn rồi và theo dõi phải sát hơn rồi. À, để tránh cái chuyện mà tình trạng mà ruột thừa có biến chứng nó vỡ ra là sao? Rồi ha. Còn gì nữa không? Ừ, ok em. Dạ anh ơi. Nói đi em. À, anh cho em hỏi là mình có khái niệm là viêm ruột thừa nhiễm thể nhiễm trùng nhiễm độc ở trẻ em không anh? Viêm ruột thừa nhiễm trùng nhiễm độc hả? Nó là thể viêm mạc toàn thể, nhưng mà nó là cái diễn tiến chứ không phải là thể. Nó là cái diễn tiến thôi. Có nghĩa là một bé nó bị viêm mạc mạc có viêm ruột thừa có biến chứng ra viêm mạc toàn thể, thì những cái ví dụ như tụi em không điều trị kịp thời, tụi em không chuẩn đoán ra kịp thời thì cái gì, cái ổ nhiễm trùng trong bụng của nó, mà những đứa trẻ nhỏ đó thường thường là nó còn không được khu trú lại nữa, chứ là do làm sao cái mở chài á, là cái mạc nối lớn của nó chưa có phát triển hết, nó rất là ngắn ở trên, nó không có bao bọc được cái ruột thừa, nó không có khu trú lại nó được, thì dẫn đến sao, nguyên cái bụng của nó toàn là phân không. Nha, nguyên cái ổ bụng của nó nhiễm trùng hết luôn thì nó sẽ vô nhiễm trùng độc thôi, nó sẽ nhiễm trùng độc có trường hợp đó nhưng mà nó không phải là thể ha. Dạ em cảm ơn anh. Rồi được chưa, thôi bây giờ kết thúc nha, rồi đi lâm sàng á, ví dụ mà gặp anh thì anh sẽ chia sẻ thêm nha. Rồi bạn nghe, có bạn nào nữa không? Dạ alo anh nghe em nói không anh? Rồi nghe em. Dạ. Em muốn hỏi lại cái chỗ đáng quánh xíu của mày là hồi nãy mình điều trị kháng sinh á, xong rồi cái đợt này tạm ổn rồi 3-6 tháng sau mình mổ nguội á,
thì cái đó là chắc chắn 100% là mình sẽ mổ, hay là tới 3 tháng sau thì mình đánh giá lại có trường hợp nào mà mình không phải mổ không? Tùy theo bệnh nhân nó có tới gặp em không nữa. Nhiều khi nó đi luôn á, nhiều khi nó bình thường luôn. Dạ. Thí dụ như những trường hợp mà em theo dõi sát bệnh nhân, em có số điện thoại của nó, ở 3 tháng lên đây tôi coi lại ha. Em đánh giá là thời điểm đó như thế nào ra sao, cho đi xem bụng lại. Ha, cho đi xem bụng lại đánh giá coi cái ổ đó như thế nào, có tụ dịch hay không, có sỏi phân hay không, rồi có thấy ung thư nó hay không. Ha. Rồi ví dụ như là nói chung là nó sẽ tùy theo cái tình trạng của bệnh nhân tại thời điểm đó mà tụi em sẽ đưa ra cái quyết định đó. Nha, nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc là vẫn phải mổ. Được không? Vẫn phải mổ nguội để cắt cái đục thừa đó đi. Còn cái quyết định của mình ha, tại thời điểm mình đưa mình kêu bệnh nhân vô khám, thời điểm nào là do mình, thời điểm này là do mình và do cái tình trạng của bệnh nhân nữa. Được không? Nói chung là giờ vậy nè, tụi em hỏi những cái vấn đề về lâm sàng. Hồi đó anh đi học cũng vậy đó, tụi em hỏi những vấn đề về lâm sàng, nhưng mà tụi em lại mình lại ít va chạm với lâm sàng. Nên là mình sẽ có rất là nhiều những cái thắc mắc, nhưng mà khi đi tụi em á, tụi em đi lâm sàng, tụi em sâu sát với nó, tụi em sẽ không có nhặt những cái, tụi em sẽ tự mình trả lời được những cái câu hỏi đó hết. Và mình sẽ hỏi những, và mình sẽ thắc mắc được những cái mà nó có nghĩa là lâm sàng, nó sẽ giúp cho tụi em biết được những cơ bản nhất. Mình sẽ hỏi những cái cao hơn thôi. Được không chân? Nói chung tóm lại là có mổ ở chân, theo bài đi chân. 3-6 tháng có mổ. Mổ nha. Anh em, tụi em còn tới 50 phút nữa mới hết tiết. Anh có thể nói nốt những cái gì anh định nói hay là định cập nhật không anh? Ủa sao hết tiết rồi mà ta? Mấy không, trường phân bọn em đến 2:50 mới hết tiết anh ơi. Bây giờ em muốn hỏi gì nữa? Dạ, anh ơi, cái nãy cái mà sốt xuất huyết của bé với cái viêm ruột thừa anh. Thường mà trong thì anh phân biệt như thế nào, cách nào để phân biệt anh? Anh nói khó nhưng mà vẫn chưa biết phân biệt như thế nào. À, phân biệt như thế nào dựa trên những cái dấu hiệu của một cái bụng ngoại khoa. Nói chung á là vậy, khi mà tụi em khám một cái bụng thì tụi em phải định hình được trong đầu của mình là cái bụng đó có phải là bụng ngoại khoa hay là không nha. Có phải là bụng ngoại khoa hay không, có nghĩa là cái bụng nó cần mổ không á, có cần mình không á. Mình là bác sĩ ngoại, mình đi khám, mình đi hội chẩn, giờ ta chẩn mình vô mình khám bụng đó, chú khám cái gì nè, ca này mổ rồi, rồi xong quyết định ca này mổ, đó là bụng ngoại khoa ha. Rồi quay về vấn đề sốt xuất huyết, vậy giờ một cái bệnh cái bụng sốt xuất bệnh sốt xuất huyết bệnh nội khoa, vậy thì giờ em khám á, những dấu hiệu nào là nhé, những dấu hiệu nào quan tâm đến hỏi. Ủa này bạn nào hỏi anh giờ tên gì quên này? Dạ em. Đâu? Em là Mai Phúc Khang hả? Phúc Khang. Anh hỏi dạ, nè. Sao anh? Ừ anh dạ. Hỏi nè. Khám ở cái bụng ngoại khoa có dấu hiệu nào? Dạ là có đề kháng thành bụng như phản ứng dội hay là gồng cứng vậy anh. Ừ. Đó, ok. Rồi vậy một cái bụng sốt xuất huyết nó có những dấu hiệu đó không? Dạ mà... hồi trước em đi khám thì cũng có anh, lúc em ấn thì nói đau nhưng mà nó không có cái dấu mấy cái gọng cứng với mấy cái phản ứng, nó có đau thôi. Ừ. Nếu mà nó có đau thôi, vậy thì nó không có dấu gọng cứng hay phản ứng, vậy bụng nó có mổ không? Không đúng không? Dạ không. Ừ. Đó là cái thứ nhất. À. Khi mà tụi em khám một cái ca sốt xuất huyết á là nó sẽ đau cái gì, nó đau hạ sườn phải, mà nó đau hạ sườn phải nè thì đâu có phân biệt được, ví dụ nó đau hạ sườn phải đi, nó sẽ lan xuống chỗ đó, hai chỗ không có chỗ phải, hạ sườn phải nó gần nhau lắm, mà ở một đứa nhỏ nữa, ở người lớn anh không nói nha, ở người lớn bụng người ta rất là lớn ha, còn ở những đứa nhỏ thì hạ sườn phải họ với hố chỗ phải nó rất là gần nhau ha. Nên là khi em ấn ở hở, em ấn ở ở hạ sườn phải nó cũng đau, ấn ở hố chỗ phải nó cũng đau, nhưng dấu hiệu quan trọng nhất là gì, là dấu hiệu đề kháng của nó. Và em khám đi khám lại nhiều lần, anh như anh nói rồi đó nha, ruột thừa không có gì vội hết ha, ruột thừa đừng có vội. Nếu như mình khám cái bụng đó mình thấy nghi ngờ thôi, mình cảm thấy 50-50, mình có thể để lại 3 tiếng sau mình ra mình khám lại. Nếu như đúng nó là ruột thừa rồi đó, thì nó sẽ diễn tiến nó đau dần tăng dần lên nè,
và nó sẽ có đề kháng lúc đó em đi mổ. Đừng có vội cho mấy cái chuyện đó vậy thôi. Dạ cảm ơn. Dạ alo. Dạ cho em hỏi là mình có trường hợp nào là viêm ruột thừa mạn tính không anh? Có viêm thừa mạn tính có nghĩa là nó tình trạng tắc nghẽn, xong rồi cái nó hết tắc nghẽn, cái này tắc nghẽn lại, nó hết tắc nghẽn thì ha, và siêu âm đọc thấy ruột thừa to luôn, ruột thừa 7-8 ly, 9-10 ly gì đó nha. Nhưng mà trên lâm sàng lúc em khám nó em thấy nó rất là đau đó, nhưng mà xong hồi tự nhiên cái một ngày hai ngày sau em theo dõi có nghĩa là ca đó em cũng lấn cấn luôn, em cũng sẽ là lấn cấn không biết ca này có phải ruột thừa hay không, khám nó đau đó, siêu âm thấy đọc thấy như vậy nha. Thì là nếu mà nó bị một hai lần vậy là cho mấy thừa mạng tính. Dạ cảm ơn anh. Hello. Dạ nên cho em hỏi là cái có một số cáo nói cái bệnh viêm cấp ruột thừa anh, thì trong quá trình anh đi làm có thấy cái bệnh đó như là cái lâm sàng của nó thì... Anh không nghe rõ em nói lại anh nghe coi, cái mic của em nó anh nghe không rõ. Alo, dạ anh, em hỏi là trong một cái báo cáo với bài anh có nói về cái bệnh viêm cấp ruột thừa anh. Thì anh em hỏi là khi mà mình bị vậy thì cái triệu chứng nó có giống như viêm ruột thừa bình thường không hay là nó thế nào? Giống. Vậy viêm cấp ruột thừa gặp khi nào? Dạ, thường là sao cắt ruột thừa rồi nó còn tụ ra ở cái phần nó được, là mô lympho phát triển cũng tắt trở lại như cũ. Từ từ khoan nghe không rõ, anh nghe tới đúng tới cái câu mà em sau khi cắt ruột thừa rồi, rồi cái câu sau đó là cái gì? Thì nó có cái biến cố gì đó mà nó làm cái chỗ đó nó cũng bị ứ dịch hay là tụ lại giống như tắt ruột thừa lại. Đây. Rồi giờ anh hỏi nè, vậy giờ cắt ruột thừa là vị trí cắt mình cắt ở chỗ nào? Để cắt ở góc rồi. Cắt ở góc, góc ở chỗ nào? Góc là chỗ nào? Góc là chỗ ba cái dải cơ dọc của cái đại tràng nó tụ lại thì đó là góc ruột thừa. Đúng rồi. Vậy bây giờ khi nào thì nó bị viêm góc? Viêm góc em nghĩ là nó phải có cái, nếu mà mình đã mổ vô trong thì mình phải thấy những em cái dấu. Chữ viêm góc cũng không đúng nữa, mình phải nói từ là viêm cái nó gọi là cái stump á. Nha, là cái mẫm cục á. Có nghĩa là gì nè, có nghĩa là khi mà nguyên tắc cắt ruột thừa là gì? Tụi em cắt, tụi em cột sát gốc đúng không? Tụi em bắt buộc phải cột sát gốc ruột thừa nha. Sát gốc là ở đâu? Là ở hội tụ ba trễ cơ dọc. Có nghĩa là mình đã đảm bảo mình cắt hết được cái ruột thừa rồi. Thì nó sẽ không bây giờ sẽ ra cái tình trạng viêm cái mỏm cục ruột thừa đó nữa. Không sẽ ra tình trạng viêm gốc như em nói nữa. Ha. Còn nếu như mà mình á, mình vô mình mổ mà mình cắt á, mình chừa cái đoạn á, mình chừa cái giống như cái đoạn cuối ruột thừa vậy, mình chừa cái đoạn nhỏ nhỏ đó, thì đó là cái gốc đó. Nha. Thì biểu hiện của nó sẽ y chang như là một cái viêm ruột thừa luôn. Và có những trường hợp phải mổ để cắt bỏ cái gốc đó luôn. Nha. Cái đó là sai sót của mình. Cái đó là sai sót của phẫu thuật viên. Anh ơi, cái kháng sinh sau phẫu thuật anh ngoài ba loại là cefotaxim, gentamicin và metronidazole ra thì mình có lựa chọn khác không anh, hay là có lựa chọn thay thế nào trong những tình huống nào không anh? Thường thường trên lâm sàng á, những cái ca virus mạng tràng thể thì em sẽ xài ba kháng sinh đó luôn. À, còn ví dụ như á, mà nó không đáp ứng kháng sinh đó thì em có thể đổi qua những kháng sinh là mạnh hơn, ví dụ như là nhóm meronem á. Là cặp ba bên em rồi imibenem rồi. Bên em á, đúng rồi. Nhưng mà thường thường đa số là gì? Trên lâm sàng em xài ba cái đó là đủ rồi, đủ mạnh rồi. Trừ những trường hợp như anh nói nãy đó, những cái trường hợp mà như ông hỏi các bạn nào đặt là vấn đề là có những trùng nhiễm độc đó, thường thường đa số những cái đó là người ta sẽ đánh kháng sinh mạnh ngay từ đầu luôn, và những ca đó sẽ nằm ở hồi sức ngoại. Rồi ngoài chuyện kháng sinh ra mình còn phải bù nước điện giải cho nó nữa, rồi nhiều cái lắm. Dạ em cảm ơn anh. Ừ.
Dạ, dạ anh ơi, em có câu hỏi là những bé mà bị viêm ruột thừa sau manh tràng hoặc là dưới gan anh, thì lâm sàng của nó thì nó không điển hình, nhưng mà trên siêu âm anh thì mình hoặc là những cận lâm sàng khác thì mình có thể phát hiện ra sớm được không ạ? Được em. Thế nhưng mà em nói chung là trên lâm sàng khi mình khám à, khi mình khám một ca ruột thừa là mình sẽ phải phối hợp với nhiều yếu tố. Khi mà tụi em nghĩ nó đau thừa sau manh tràng á, thì trên siêu âm, ta siêu âm là ta sẽ thấy được cái ruột thừa nằm sau manh tràng luôn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu nghi ngờ ruột thừa sau manh tràng, tụi em có thể chụp CT, CT thấy rõ, rất là rõ những cái chuyện đó luôn. Nhưng mà quan trọng ở trên lâm sàng tụi em khám quen á, là tụi em sẽ có thể biết được là nó là nằm sau manh tràng hay không á, tụi em biết được nó là ruột thừa trước đã. Rồi sau đó rồi em khám, em dựa trên những cái triệu chứng của tụi nó, triệu chứng của bệnh nhân á. Rồi xong rồi tụi em sẽ biết được, có thể biết được á, là sau manh tràng hoặc là ở tiểu khung, em đoán trước được luôn. Nhờ như anh nói nãy đó, có kinh nghiệm hay không, kinh nghiệm là dựa vào cái chuyện đó. Chứ không phải cho đoán ở ruột thừa, ở nay viêm thừa rồi đi mổ, ruột thừa rồi đi mổ, vậy suốt đời là không được. À, dạ anh ơi, em có một câu hỏi nữa là làm sao những cái ca, những cái case mà bé có bị cái chấm xuất huyết anh, thì làm sao để mình tránh mổ những cái cây mà mình chuẩn đoán nhầm từ sốt xuất huyết thành viêm ruột thừa nhỉ? Giống như là bé có sốt xuất huyết, bé có cái chấm xuất huyết xong rồi sau đó là bé có đau bụng, thì làm sao để mình phân biệt ấy, là mình chắc chắn được cái ca này là mình nên mổ hay không ạ? Mình không chắc chắn được em, mình không có chắc chắn được. À, những cái ca đó mình ít nghĩ ruột thừa thôi. Nếu như bạn khám nha, nếu như bạn khám trên lâm sàng em thấy nó đau bụng, ở như hỗ trợ phải nó đau nhiều, và em khám 2-3 lần rồi em vẫn thấy nó đau nhiều, em nhưng mà em thấy thôi, nhưng mà anh nói ít khi nào mà hiếm đứa nào mà nó bị bút hai bệnh lắm, trên lâm sàng hiếm nào bị lúc hai bệnh lắm. À, những đứa bị sốt xuất huyết nãy giờ nó bị thêm cái ruột thừa nữa, nhưng mà không loại trừ được là em vẫn phải theo dõi. À, làm những thêm cận lâm sàng, ví dụ như là siêu âm, những cái trường hợp mà những cái ca mà nó sốt xuất huyết mà người ta nghi ngờ thường là phải chụp CT luôn. Yeah. Rồi, và khi mà trong một cái, và cái này anh chia sẻ thêm thôi, thì cái này đó là một anh lớn nói với anh thôi, là khi mà tụi em làm bác sĩ ngoại á, tụi em chỉ định mổ rất là dễ, nhưng mà một người bác sĩ ngoại mà người ta có bản lĩnh, người ta có kinh nghiệm, người ta giỏi á, là người ta biết, người ta dám không mổ ca đó, hiểu anh không? Có nghĩa là người ta dám ở ca đó tôi không mổ, ca đó sẽ không mổ, quyết định không mổ nó dễ hơn cái quyết định, nó khó hơn chứ, quyết định không mổ nó sẽ khó hơn rất nhiều so với quyết định khi mình đi mổ. Tại vì mình quyết định mình không mổ là mình rất là, tại vì em biết á là gì, khi mà tụi em xui, tụi em mình một bác sĩ phẫu thuật người ta xui, người ta chẩn đoán cái đó. Cái vấn đề ngoại khoa mà bệnh nhân chết, vấn đề ngoại khoa mà mình không chẩn đoán ra là mình tội rất là nặng. Nên đó là gì, bác sĩ người ta ngoại khoa có kinh nghiệm mà người ta dám chỉ định ca này không mổ là người ta có rất là nhiều kinh nghiệm và rất là giỏi á, khó hơn nhiều. Còn chỉ định mổ dễ lắm, đi mổ đi, ruột thừa trắng chắc bỏ ra ngoài thôi, tại vì người ta vẫn cho phép là trong khoảng cho phép là mình sẽ được mổ trắng, nhưng mà hạn chế cho nó càng nhiều càng tốt. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ anh ơi, cho em hỏi một câu nữa là tại sao cái viêm ruột thừa vỡ thì mình lại trì hoãn phẫu thuật được? Và giả sử như hồi nãy anh ví dụ là bé đó tới vì 3 giờ sáng thì tới sáng mình có thể mổ được, thì những cái trường hợp đó lỡ mà bác sĩ đi ngủ anh, thì không có ai theo dõi trực tiếp cái bé đó, thì lỡ bé đó có nhiễm trùng huyết, viêm phúc mạc nhiễm trùng huyết, thì mình sẽ như thế nào ạ? Tại em vẫn chưa hiểu tại sao nó lại mình có thể trì hoãn được. Cái hồi nãy anh nói với tụi em á, là những cái kinh nghiệm ngoài cái chuyện là đi học chuyên môn, còn cái chuyện mà 2-3 giờ sáng nó còn nhiều yếu tố khác, hồi nãy anh trả lời một bạn rồi ha. Tụi em đừng có chú trọng cái chuyện đó nhiều quá. Còn cái lúc mà bé mà nó vô viêm phúc mạc, anh nói rồi, nguyên tắc mổ là sẽ phải càng sớm càng tốt ha. Khi đã có quyết định mổ rồi là phải đi mổ thôi. Rồi cái chuyện thứ nhất, cái chuyện thứ hai nữa là gì? Một bé viêm màng thừa đi vô, em phải cho nó kháng sinh, đã chẩn đoán nó viêm màng thừa rồi, trong quá trình chờ mổ, có nghĩa là chờ mổ nó nhiều lý do lắm, ví dụ như phòng mổ người ta đang kẹt một ca cấp cứu, người ta không bắt qua được, hay là bác sĩ người ta đang, các sĩ ngoại đó người ta đang đi mổ một ca khác, người ta chưa mổ ca này được, thì trong quá trình đó là gì, tụi em phải bù dịch điện giải, phải cho kháng sinh ha, phải theo dõi nó rồi
được chưa? Và khi nó có chuyện gì đó rồi là mình sẽ phải xử trí liền, được không? Chưa? Còn cái chuyện đó mà gì, ngay cả nước ngoài cũng vậy, ngay cả mấy anh lớn người ta đi nước ngoài, người ta vô qua bên Mỹ, qua bên Bỉ, qua bên châu Âu, người ta mổ ung thừa, thường thường những cái ca mà nó vô tầm khoảng tầm gần sáng thôi, 3-4 giờ sáng, thì những ca đó làm sao? Những ca đó người ta sẽ để tới sáng tầm mổ, để làm chi? Để ví dụ như bác sĩ người ta vô, một ekip mới, người ta có sức khỏe rồi, người ta có sự chuẩn bị kỹ càng. Dụng cụ người ta cũng như vậy, và game người ta cũng vậy, người ta cũng vậy luôn. Người ta sẽ làm cái ca đó hiệu quả nó tốt hơn là cái chuyện rằng khi tụi em vô 3-4 giờ sáng tụi em sẽ mổ nó không có tốt bằng người ta đâu nha. Nhưng nguyên tắc vẫn phải đi mổ, giống như anh đi học rồi chú hồi xưa là mổ hết, không có phân hành 3-4 giờ sáng gì hết trơn, mổ từ đó tới sáng luôn, trực từ sáng đến sáng hôm sau là phải đi làm hết cái chuyện đó hết, chứ không có để bệnh ra tôi sau. Dạ em hiểu, em cảm ơn anh ạ. Nguyễn Huỳnh gì vậy? Nguyễn Huỳnh Phương. Nguyễn Phương hả? Đi nào, đi dạ, lâm sàng bệnh viện nào? Sắp tới đi giám nào? Phương sắp tới giám nào Phương? Dạ em đi Nhi Đồng 2 ạ. Vậy hả? Dạ để anh kêu mấy bác sĩ nội chú kêu vô mổ thử 2K 2-3 giờ sáng ha. Xin hỏi anh có thể chia sẻ một chút về con đường đi ngoại anh? Mình có phải đi Nhi mình mới đi qua anh mình học trực tiếp ngoại anh rồi. Sao em nó lại không nghe, nó bị mất sóng rồi. Dạ cho em xin hỏi anh có thể chia mình mới rẽ hướng sang ngoại không anh? Mình nhờ coi cái sóng nghe nó bị gì á, mình nhờ coi. Đó, bà hỏi gì nữa không? Đó, lớp nghỉ nha. Dạ, đi mổ rồi. Hả? Ừ, hỏi đi em. Dạ, cho em hỏi là các cái triệu chứng đau bụng ở trẻ hoặc là cái dấu hiệu của phúc mạc á thì nó có khác nhau giữa trẻ nhỏ và người lớn hay là giữa những trẻ nhỏ với những trẻ lớn với nhau không? Và cách nào nhận biết được điều đó? Giống như là hồi trước lúc em đi bên Nhi á thì em khám thì chỉ cần đụng vô bụng của nó là nó đau la ó é lên rồi, chứ nó cũng chả cần biết là cái dấu hiệu như thế nào. Hồi đó anh đi Nhi Đồng, hồi đó anh đi ngoại Nhi lần đầu tiên cái Nhi Đồng 2 á, anh nói là nếu anh đi ngoại anh không đi ngoại Nhi. Tại vì anh khám nó không được. Anh khám nó không được luôn á. Nên là cái gì? Khi tụi em đi á, bởi vậy á, trong y khoa của mình á là cái gì? Lý thuyết là một chuyện, lâm sàng là chuyện khác. Tụi em đi lâm sàng á nên tụi em mới nắm được cái chuyện đó, muốn biết cái chuyện này, đi lâm sàng ngoại Nhi mấy anh sẽ chỉ cho tụi em biết và tụi em phải cảm nhận trên lâm sàng mới biết được. Cái đau bụng của nó về bản chất y chang nhau. Tại vì nó cũng là phản ứng dội, nó cũng là đề kháng thành bụng ha. Nó cũng là co cứng thành bụng ở những trẻ lớn ha, ở những trẻ 13 14 tuổi là như người lớn rồi. Nó vẫn có những cái triệu chứng đó hết và em khám bản chất của những cái dấu hiệu đó là như nhau. Nhưng cái biểu hiện của bên ngoài á, cái biểu hiện của trẻ á, với lại của những trẻ nhỏ nè, trẻ lớn nè và người lớn nó lại khác nhau nha. Và bên cạnh đó là gì? Còn dù như bên cạnh nó còn ba mẹ nữa. Nó nhõng nhẽo hay gì đó những cái đó anh không có nói diễn đạt đây được hết được, em đi lâm sàng em phải khám trực tiếp em mới biết được. Được không Quang? Dạ em cảm ơn anh ạ. Alo anh ơi, anh nghe em nói chưa? Rồi nghe rồi, em nói đi em. Anh chia sẻ cho em một chút con đường đi ngoại nhi được không em? Được không anh? Mình đi từ ngoại tổng quát qua ngoại nhi hả anh? Không em, ngoại nhi thì em đi nội chú ngoại nhi đó là con đường nội chú, còn không á thì em xin về làm ngoại ở bệnh viện Nhi rồi sau đó người ta sẽ cho em đi học, hoặc là em có thể học thạc sĩ ngoại nhi rồi sau đó em đi làm. Mà vô ngoại chi mày vô ngoại khác không, vô ngoại nhi chi? Dạ cảm ơn anh.
Nó chỉ lên 56 là tụi em sẽ được tự tụi em sẽ định hình được hết à. Anh này anh kia đồ định hình được đường đi nội đi ngoại hết trơn à, tự nhiên đưa đẩy nó đi rồi. Đang nói gì đâu. Ủa còn thắc mắc gì nữa không? Thôi tụi mình nghỉ ha. Dạ tụi em cảm ơn anh. Ok em, rồi bye bye tụi em. Dạ tụi em cảm ơn anh nhiều. Đi đồn phố ha, cái nào đi thì gặp anh nha. Anh ơi em. Dạ. Dạ alo anh ơi. Anh có thể cho tụi em xin slide bài giảng không ạ? Là bài giảng hả? Để anh gửi cho lớp trưởng, để anh gửi cái